Sáng nay, huyện ủy Yên Khánh tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập tác phẩm Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã, thị trấn trong huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về quá trình biên tập, những nội dung cơ bản cốt lõi của tác phẩm Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Theo đó, tác phẩm được ra mắt vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng tên tác giả. Tác phẩm tập hợp nhiều bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư trong những năm gần đây, cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất giữa tinh thần chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất lớn để kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm xây dựng chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện. Với kết cấu gồm 3 phần, 623 trang, 111 hình ảnh minh họa được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Để việc học tập nghiên cứu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư đạt kết quả cao nhất, huyện ủy Yên Khánh chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đưa các nội dung của tác phẩm thấm sâu đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo ý chí thống nhất về nhận thức và hành động với tinh thần trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Trong đó, cần hiểu rõ sự phát triển về nhận thức, về lý luận, mục tiêu, phương châm, tư tưởng, hành động và các nhiệm vụ giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực. Gắn nhiệm vụ này với xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Tại hội nghị, huyện ủy Yên Khánh cũng triển khai quy định số 114 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.